Cháu chào bác ạ. Vâng. Hôm nay bác dẫn bác gái đến điều trị bệnh. Thì nhân tiện đây cháu muốn xin lại hình ảnh về quá trình bác bị viêm khớp vai. Thì trước tiên bác cho cháu đôi lời chia sẻ về họ tên, địa chỉ, quê quán bác đang ở đâu. Xin báo cáo với chú là như thế này. Cũng vì cũng cái cơ duyên tôi đến với nhà thuốc Nam Vâng. lại tiên trạng cách đây cũng vào 20 năm. Vâng, bác cho cháu biết họ tên cái quán bác ở đâu. Tôi tên là Nguyễn Văn Trình, Vâng. tôi ở Thanh Cao, Thanh Oai, Vâng. Hà Nội. Vâng. Thì cũng trong một cái dịp mà tôi đi làm cũng Vâng. gặp một gia đình, Vâng. thế gia đình chú cũng có con Dạ. bị viêm khớp chân, Vâng. cũng lấy thuốc ở tại nhà hàng, nhà thuốc của Nam và ông Lại Tiên Trạch. Thì qua cái gia đình có giới thiệu Vâng. thì tôi cũng sang lấy vào năm 98 99 gì đó, mà tôi Vâng. cũng lúc này tôi cũng không không nhớ nữa. Thì sau khi một thời gian là tôi lấy thuốc uống, trong đấy là nó vào 15 tháng. 15 tháng. Thế cho đến nay là lúc đấy là khi tôi chưa vào lấy thuốc ấy, là tôi làm nhưng mà tay tôi không giơ được lên cao, mà tôi chỉ giơ được đến ngang là nó đau không không được, Vâng. không dơ lên được. Thế mà sau này có uống hết con 15 thang thuốc đó, Vâng. là lúc này là tôi khuân 40 50 cân tôi dơ lên là chuyện bình thường, chứ nó Vâng. không như trước đây nữa. Vâng. Thế cho nên là tiện thể là hôm nay thì tôi cũng đưa vợ tôi vào đây Dạ. lấy thuốc, cũng bị cái trường hợp là viêm khớp vai như tôi, nhưng mà cũng chưa đến cái mức độ là như tôi ngày xưa là tay không dơ lên được. Từ đó Thế bác đều điều trị là khỏi bác khỏi được bao nhiêu năm rồi? là từ khi đấy là đến cho đến nay, tức là tôi cũng đã nói rồi đấy, là từ năm 97 98 đó là tôi Vâng. nhớ không rõ. Vâng. Thế cho đến nay là năm 20 năm rồi. 20 năm. Thế Hiện tại bác làm việc cứ động bình thường không? tôi bây giờ làm việc bình thường, Và ngày trước bác bị tay bên nào? tôi bị tay bên phải. Bác bây giờ anh nhân nhân hai tay này chưa? Nhân lên, đưa xuống. Hoặc khoanh tay vào. Đưa ngang nha. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Bây giờ trái nắng giờ giờ bác còn đau nhức buốt vùng khớp vai không? Cái đấy thì lúc này thì trở giờ các thứ thì nó không không đau như ngày xưa nữa. Vâng. Bây giờ bác làm việc cử động mọi thứ bình thường nhỉ? Mọi việc là làm lúc này của tôi là nó bình thường như là ngày trước. Vâng. Ngày trước bác chưa điều trị ở thuốc thì cơn đau bác lúc nặng nhất bác đau như nào? Nó chỉ âm âm ỉ, nó nhức. Dạ. Nên sau một cái thời gian mà tôi nhấc tay lên mà tôi không làm được. Vâng. Đến nói là ngày xưa tôi là thợ mộc, Vâng. tôi cầm cái dùi đục còn tôi còn nhấc nhấc lên nó còn không được ấy. Dạ Thế vâng. xong rồi tôi mới sang bên này chỗ nhà thuốc, thầy thuốc Lại Tiên Trạc, nên tôi lấy Vâng. từ đó là Thời đó là tôi bố cháu làm. mới Bây giờ là cháu làm thay bố cháu. Bác đau như vậy thì bên ngày trước ấy, thì cơ duyên bác được một người quen mách hay là ai mách ạ? à, thì cũng như tôi cũng đã nói ở ban đầu đấy, Vâng. là cũng vô tình là tôi cũng đi làm Vâng. mà lắp lắp cửa cho người ta, mà tôi đã đóng rồi nhưng mà tôi không lắp được, mà tôi phải nhờ một người khác đi lắp giúp tôi. Dạ vâng. Đấy. Thì đến lúc ăn cơm trưa thì ở nhà chủ đấy, thì chủ nhà mới nói là ngày xưa là con của chủ nhà đấy Dạ. là bị đau cái khớp gối không đi được, Vâng. thì sẽ lấy thuốc ở bên này. Vâng. Thế thì tôi cũng bảo thì hứa là tôi sẽ sang đây tôi lấy thử xem nó ra làm sao. Vâng. Thì lấy thì sau một thời gian Lúc là đó tôi là bác cũng chưa tin đúng không? Vâng. thế thì đến lúc sau là tôi uống hết có 15 thang thuốc, mà Vâng. lúc này tôi khỏi Vâng. đấy, khỏi hẳn. Từ giờ đến lúc đấy thì tôi cũng chưa chưa dám khẳng định. Vâng. Thế nhưng mà hiện tại lúc này là tôi đã làm việc Khỏi bình thường làm việc khỏi được và 20 năm rồi. về việc bình thường như ngày trước, Vâng. chứ Bác khỏi được 20 năm rồi. Vâng. Thì nhân tiện hôm nay bác dẫn bác gái sang cái thuốc thì con xin đôi lời phỏng vấn thực tế về quá trình điều trị khỏi viêm khớp vai nhỏ thuốc. Từ đó bác khỏi được 20 năm rồi. Thì con chân thành cảm ơn bác, chúc bác đầy luôn mạnh khỏe nhé. Vâng, con chào bác ạ.